Barbatos Gundam là insert lý do vì sao Gundam Eisen Blood Deck Orphan là CG phim hài hước nhất mọi thời đại, ha 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 ha. Nhìn chung thì có lẽ ai cũng đã biết về con này rồi, vài người không thích và vài người thì ghét. Riêng tôi thì tôi đã nêu ý kiến của mình ở trong các video trước rồi, các bạn cứ tìm mà xem. Hôm nay chúng ta sẽ bỏ qua cái lằng nhằng về lore và tập trung vào cái model kit hơn. Con hài này được ra mắt vào tháng 12 năm 2019 vào đúng cái thời điểm mà chúng ta chuẩn bị nghỉ Tết. Điều đó có nghĩa là sau cái đợt hàng thứ nhất là chúng ta nghỉ Tết Dương đợt 1, xong rồi chuẩn bị nó sản xuất đợt 2 thì nó lại chuẩn bị tới Tết âm. Xong rồi sau cái Tết âm nó thì nó lại tới dịch Corona, cho nên là hiện tại vẫn chưa tới đợt restock thứ 3 của con hàng này. Cho nên là hiện tại bây giờ dạo quanh các shop, mặc dù giá niêm yết là 4.500 yên là rơi vào đâu đó khoảng từ 1 triệu, nhưng mà shop bán thì toàn là 1 triệu 2, 1 triệu 3 không thôi. Nó đang bị đôn giá rất là cao, nên sự thật là bây giờ cũng hơi nhạy cảm để mua con hàng này về mà ráp. Nhưng mà những ai chấp nhận mua với giá cao hoặc là có cơ hội để sở hữu con hàng này với mức giá vừa phải thì có thể nói là các bạn rất là may mắn vì các bạn đang được cầm trên tay một trong những con được gọi là top Master Grade của năm 2019. Vâng, tôi thực sự không có nói điều, mặc dù các bạn thừa biết rằng là tôi có một cái nhìn rất là ác cảm đối với series EBO, nhưng mà nói chung là con hàng này nó tốt thì tôi vẫn phải đánh giá là nó tốt. Không giống với lại dòng 1/100 Full Mechanic, bộ frame của con Master Grade này nó được nâng cấp thêm về mặt details. Và cái bộ frame này nó được tách ra thành từng mảnh nhỏ. Và mình nói thật, nó nhỏ đến cái mức độ mà một cái part của nó bằng với kích cỡ của một cái part HG. Khi mà các bạn nhìn ra sau lưng của bộ frame này thì các bạn sẽ hiểu được rằng mình đang nói cái gì. Tất cả những thứ mình làm ở đây hoàn toàn không đụng vào một miếng băng keo masking nào cả. Các bạn chỉ cần tháo ra thành từng mảnh nhỏ xong rồi sơn từng bộ phận là các bạn đã có thể làm được như thế này rồi, chứ không nhất thiết phải làm masking như những con Master Grade khác. Điều này có nghĩa là con hàng này nó rất là thân thiện với lại những bạn newbie mà đang có ý định muốn dắt chân vào con đường tập sơn. Tuy nhiên tốt thì tốt vậy thôi, chứ nếu như các bạn làm quá thì có khả năng là nó sẽ làm loạn cái tông màu của con hàng này lên. Như các bạn ở đây tôi chỉ tách nó có mỗi 3 màu nhưng mà nó đã trồng như thế này rồi, thì sự thật là nó lên tới cỡ 4-5 màu, nó rất là kinh khủng. Một cái điểm cộng đáng chú ý nữa trên bộ frame này đó chính là nó được trang bị thêm những cái chi tiết piston. Những cái piston này nó sẽ được nằm trên một cái runner được sơn màu bạc. Mình nhắc lại là sơn, chứ nó không phải là mạ, là tại vì màu này là màu bạc chứ không phải là màu chrome. Màu bạc này thì mình nghĩ nó là mã màu, một là Star Bright Silver, hai là EX1001 của Gaia. Thì các bạn có thể clip lại được những cái phần gãy khi mà các bạn cắt cái piston này ra. Chi tiết piston được phân bố đều trên cơ thể, cả từ phần sống lưng, đến phần vai, đến phần tay, cho đến cả phần bắp đùi. Khi mà những bộ phận như cơ thể di chuyển thì tất nhiên là những cái piston này nó cũng có thể gập theo. Mình có nghe một vài bạn nói rằng là nó khá là dễ bị bung ra ngoài, nhưng mà theo trải nghiệm của mình thì mình vẫn chưa thấy nó bị bung nhiều cho lắm. Mình nghĩ các bạn chỉ cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và ráp cho nó vào đúng khớp của nó thì nó sẽ không bị bung ra ngoài đâu. Điểm cuối cùng mà mình thấy thích của bộ frame này đó chính là nó đã được tái cấu trúc lại cái hệ thống khớp của nó, làm cho nó có cảm giác cứng cáp hơn chứ nó không có ọp ẹp như là những cái con 1/100 Full Mechanic. Và đó là tất cả những cái điểm đáng giá nhất của cái video này. Tại vì về cơ bản là dòng EBO bộ frame nó giống nhau hoàn toàn, cho nên là các bạn chỉ cần thay giáp là các bạn đã có một con Gundam mới. Còn Barbatos này nó cũng không ngoại lệ. Bộ giáp của nó mình có cảm giác như rằng là nếu như nó không có sticker thì nó không khác gì cái bộ giáp của con 1/100 Full Mechanic. Nó chỉ thêm một vài cái details thôi. Và cái mật độ chạm khắc của cái details này nó cũng không có quá phức tạp, cho nên là mình nghĩ là với một vài người chơi lâu năm và có kinh nghiệm với lại G-Cell thì họ sẽ có thể khắc được những cái details này một cách rất là đơn giản. Về cấu trúc lắp ráp thì nó cũng giống như là bộ frame vậy, nó cũng được tách ra thành những cái chi tiết nhỏ hơn. Chẳng hạn như là phần viền vàng ở trên vai, ngày xưa các bạn sẽ phải dán sticker, nhưng bây giờ nó đã tách ra thành part riêng. Và những cái biểu tượng ở trên vai, ngực và đầu gối nó đã được tách ra thành những cái part clear gắn riêng, chứ nó không có phải là sticker như là ngày xưa nữa. Tiếp theo là về phần vũ khí, đầu tiên các bạn sẽ có một cây katana. Một vài sự thật không thú vị về cây katana này là nó hoàn toàn vô dụng trước những MS đối phương, và cách duy nhất để sử dụng nó đó chính là nhắm vào những cái phần khẽ của bộ frame để mà cào nó ra, chứ cái phần giáp nano của dòng EBO thì nó hoàn toàn chặn đứng cái đam vật lý đến từ những cây kiếm như thế này. Tiếp theo chúng ta có cây chùy, và cây chùy này nó mới chính thức là một cái món vũ khí mà nó có thể gây sát thương được cho những MS đối phương. Tại vì theo những thông tin thì nó được làm bằng một cái loại hợp kim, nó cùng chất liệu với lại giáp của một MS, cho nên là nó có thể gây sát thương được cho cái giáp nano này. Cán chùy có thể đẩy lên, và khi đẩy lên thì nó sẽ bật ra được một cái đinh, và cái đinh này thì nó giống như là một cái ace in the hole vậy, dùng trong những trường hợp cấp bách.
Và một cái chi tiết không bao giờ được sử dụng ở trong anime, đó chính là hai phần lưỡi có thể tách ra thành hai cái lưỡi dao riêng. Cuối cùng các bạn có một cây smoothbore gun. Muốn dùng cái súng này thì các bạn sẽ phải gài nó vào phần backpack và sử dụng cái cần của bộ backpack làm một cái tay phụ để cho con Barbatos nó có thể cầm được. Về phần biến đổi cơ động, đầu tiên chúng ta sẽ có phần cổ trên một khớp gập. Phần đầu thì nó sẽ vừa nằm trên một khớp gập, vừa nằm trên một khớp cầu, cho phép các bạn nhìn lên được như đây và nhìn xuống được như đây. Phần vai có thể đẩy ra ngoài và khi đẩy thì các chi tiết piston sẽ di chuyển theo. Giáp vai có thể đẩy ra ngoài và di chuyển cùng với khớp tay. Cánh tay đẩy ra ngoài, bắp tay xoay, tay gập trên hai khớp. Và khi gập nó sẽ để lộ ra một chi tiết piston. Phần cockpit ở trên ngực có thể được mở ra bằng cách trừ phần giáp xanh này xuống xong rồi lật nó lên. Sau đó là lật phần giáp trắng này xuống. Phần thân trên có thể gập lên và gập xuống và khi gập thì các chi tiết piston sẽ di chuyển theo. Có thể gập sang trái và sang phải. Phần thân dưới thì đáng lẽ là nó nằm trên một cái trục, nhưng mà nó lại bị một chi tiết ở phía sau váy nó cản lại, cho nên là nó không thể nào xoay được. Váy trước trên một khớp cầu có thể đẩy lên, váy ngang có thể đẩy ra ngoài và có thể xoay tới xoay lui. Váy sau thì trên một trục xoay. Háng có thể gập lên và gập xuống. Chân đá lên khá là cao, sọt rất là ok. Bắp chân xoay. Phần chân khi các bạn để nguyên mà gập thì các bạn sẽ chỉ có thể gập được tầm 90 độ. Nhưng mà nếu như các bạn đẩy phần giáp này ra ngoài một tí thì nó sẽ tiếp tục gập lên đến khoảng gần 180. Hai phần bộ đẩy ở bắp đùi cũng có thể di chuyển riêng biệt. Cổ chân có thể gập lên và gập xuống và cũng có một chi tiết piston được giấu ở sau này. Có thể gập sang trái hoặc sang phải. Mũi chân trên hai trục chữ C có thể gập lên và gập xuống khá là nhiều. Giáp cổ chân thì trên một khớp gập. Và đó là tất cả những chi tiết tôi muốn nêu ra về con Gundam Barbatos này. Nhận xét chung thì cái việc nâng cấp từ Full Mechanic lên Master Grade là một cái bước đi đúng đắn của Bandai trong cái việc tiếp tục phát sửa dòng EBO này. Nhưng mà suy nghĩ đến việc sau này nó sẽ có thêm một loạt các con Master Grade được spam đi spam lại cái bộ frame này thì tôi thực sự nghĩ rằng nó cũng không phải là một cái thứ gì đó vui vẻ lắm đâu. Cho nên là mặc dù con Barbatos này đáng được một con 10, nhưng mà tôi vẫn sẽ tạm thời cho nó một con 9 để sau này khi mà chúng ta được xem những cái bước đi tiếp theo của Bandai rồi chúng ta sẽ quay ngược lại con này và đánh giá nó lại sau. Và đó là như thế thôi. Như mọi khi hãy bấm đăng ký và bấm cái chuông để nhận thông báo mỗi khi tôi làm video mới. Hẹn gặp lại các bạn vào clip sau.